Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Dạ, cảm ơn Chúa, cảm ơn bà chị em. Bây giờ một lần nữa tôi mời tất cả quý vị đồng đứng lên, chúng ta cùng nhau đọc câu kinh thánh này. Chúng ta đọc hai cái lần câu kinh thánh này. Dạ, xin bắt đầu. Chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau. Và hãy anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy. Chúng ta đọc lần hai. Chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau. Về hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào thì phải càng làm như vậy chừng này. Dạ, cảm ơn Ngài Thánh, xin mời Thánh đồng ngồi. Và trên đây cũng là chủ đề mà tôi chia sẻ với Thánh, đó là trung tín trong thời kỳ cuối. Chúng ta được nghe cái điều này rất nhiều phải không ạ? Chúng ta nghe sự cảnh báo, không phải chỉ cảnh báo bây giờ, không phải chỉ cảnh báo trong thời Covid năm 2 năm về trước, nhưng mà sứ đồ Phi-e-rơ đã từng cảnh báo. Ở trong Phi-e-rơ thứ nhì chương 3 thì ông đã cảnh báo. Và người ta nói rằng là ngày mà Chúa đến ở đâu, từ khi tổ phụ chúng tôi qua đời cho đến bây giờ nó vẫn còn y như nguyên cũ. Như vậy mấy ông, chẳng qua mấy ông dùng những câu này mấy ông dọa thôi. Nhưng mà cái sự cuối cùng nó mang hai ý nghĩa. Cái ý nghĩa đầu tiên là cuối cùng cho một con người, và ý nghĩa thứ hai là cuối cùng cho tạo vật. Có thể chưa phải là cuối cùng cho tạo vật, nhưng chúng ta cũng phải chuẩn bị tinh thần một cách trung tín, một cách tỉnh thức, để đó là sự cuối cùng của chúng ta có thể bất cứ lúc nào. Phải không bà chị em? Ở đây ai đã từng bị Covid mà đến nỗi rằng là gần như là thừa sống, thiếu chết, thừa chết, thiếu sống. Dạ. Khi tôi đâu có biết một sư nhân bị, tôi không có biết một sư tường bị. Nhưng một lần thì tôi nghe cái lời làm chứng, ông nói ông đã ngưng thở mấy lần phải không? Kinh khủng. Còn một sư nhân thì tôi không có nắm được tin tức lắm. Sau này tôi mới nghe là một sư nhân có. Nhưng mà cô ấy hình như không bị. À dạ có luôn. Ngày 20 tháng 8 năm 2021, tôi nói thật với bà chị em là nơi tôi ở cũng là nơi hội thánh nhóm, là tổng hội. Và ở Việt Nam nếu như bị Covid thì bị kỳ thị. Thời điểm đó hội thánh Phục Hưng bị kỳ thị và đăng lên báo luôn, lên truyền hình luôn. Cho nên khi bị Covid tôi không dám nói, không dám nói với ai. Và chúng tôi rất là ngại để tiếp xúc. Thì căn nhà của tôi là ở cái phòng trong cùng hết. Mà tôi chỉ đi ra đi vào cái phòng ngủ và phòng ăn, chỉ đi ra đi vào thôi. Còn những em thanh niên thì ở phía ngoài, và chia ra, ngăn ra là mỗi các em nào thường đi ra ngoài thì ở một bên, còn con cái chúng tôi ở một bên. Một ngày kia thì tôi không đi tìm Covid mà Covid nó tìm chúng tôi, thì chúng tôi lại bị. Lúc đó tôi chuẩn bị một tinh thần là nếu Chúa ơi giờ sẵn sàng, nếu Chúa đón thì đi. Thời điểm lúc đó ở Việt Nam kinh khủng, chết như rạ. Và đến nỗi là cứ đi ngang còi nó hú liên tục như vậy. Và chúng tôi rất là sợ, anh chị em, thật sự nó rất là sợ. Nhưng mà khi qua được tới ngày thứ ba thì tự nhiên tôi bình an vô cùng. Và bắt đầu tôi chuẩn bị để chiến đấu với nó. Và cầu nguyện, không có dám nhắn tin cho anh em cầu nguyện. Bởi vì nếu như nói mà mình bị Covid thì anh em sẽ có một cái tiếng nói là gì? Đức tình yếu. Không biết chị có bị không? Đức tình yếu. Thậm chí có những tôi tới Chúa tôi nhắn tin là chúng tôi bị Covid, hãy cầu nguyện chúng tôi. Coi lại ăn ở làm sao vậy? Và thay vì được khích lệ thì bây giờ bị định tội. Và cảm tạ Chúa, Chúa cho chúng tôi vượt qua được. Cũng có thể là năm 2021 cũng có thể là cuối cùng của tôi, vợ chồng chúng tôi. Nhưng mà tạ ơn Chúa khi mà Chúa cho vượt qua được. Tôi nói với bà chị em, nhiều người nghe chúng tôi bị Covid họ mừng như là chảy hội đó. Ủa có hay không? Có hay ông Bụ không? Ông Bụ bị Covid đó, coi như là người còn gây gốc, sắp chết rồi, thở đi không nổi. Nhưng mà tạ ơn Chúa, trong những lúc mà nó ở trong tuyệt vọng đó, lúc đó Chúa đã nâng đỡ chúng tôi. Có một người chị em trong chúng tôi, có một cái group chúng tôi dạy kinh thánh, có một người chị em ở Mỹ này, người này cũng mới vào học trong cái trường kinh thánh. Người chị em này tự nhiên không biết tôi bị Covid nhưng mà nhắn cho tôi một tin nhắn ở trong Thi Thiên 68 câu 9, đó là: Chúa ơi, khi sản nghiệp của Ngài mà mệt mỏi thì Ngài sẽ làm gì? Kinh thánh là gì? Chúa sẽ nâng đỡ nó, Chúa sẽ bổ sức lại nó. Và câu kinh thánh đó khi tôi đọc lên, tôi cầu nguyện và tôi khóc, và ngay lúc đó Chúa đã đỡ tôi dậy. Tôi là người bị nặng hơn vợ tôi mà Chúa chữa lành tôi trước nhất. Tôi khỏe mạnh trước nhất mà tôi trở lại chăm sóc cho vợ tôi lại chăm sóc cho người khác. Đó là một phép lạ bởi quyền năng của lời Chúa. Ông bà chị em tin lời Chúa có quyền năng không ạ? David nói gì? Lời Chúa làm cho tôi được gì? Sống lại. Chúa làm cho tôi được sống lại. Nhưng mà lời của Ngài làm cho tôi được sống lại. Lời của Ngài bổ dưỡng linh hồn của tôi lại. Rồi khi chúng ta nhìn ở bên ngoài đó, chúng ta sẽ thấy rằng biết bao nhiêu người họ đang chạy theo đồng tiền, họ chạy theo công việc, họ bỏ nhóm, họ bỏ đủ thứ hết. Điều này không có gì là lạ. Vì Kinh Thánh nói như thế nào? Chúng ta thấy ở đây là chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm. Như vậy rõ ràng là chúng ta thấy rằng là có những người quen làm phải không ạ? Nhưng mà cái sự bỏ nhóm lại này nó không chỉ là bỏ nhóm
sẽ là trung tín nhóm lại. Cái từ bỏ nhóm này ở trong nguyên nghĩa của Hy Lạp nó có nghĩa là bỏ lại ở một nơi nào đó, bỏ đi hay làm rời đi. Có bao giờ chúng ta có ở trong những mối quan hệ rất là kháng khích, rất là yêu thương, nhưng một lúc nào đó tự nhiên người ta rời khỏi chúng ta không? Đó cũng là sự bỏ. Sự bỏ. Có những lúc trong cái Facebook của tôi, chúng tôi có những người bạn, chúng tôi đã từng chơi với nhau rất là lâu rồi, sao tự nhiên mình không còn thấy cái tin của người đó nổi lên mỗi lần, và chúng tôi vào trong cái tường thì người đó đã chặn Facebook của tôi mất rồi. Người đó đã bỏ hay là rời đi rồi. Anh chị em đã từng bị người khác rời đi không? Những cái mối quan hệ rất yêu thương tự nhiên họ bỏ đi, họ rời đi khỏi chúng ta không? Và thương bà chị em, khi chúng ta bị một ai đó rời đi, anh chị em có buồn không ạ? Chúng ta đau vì mối quan hệ đó đã xây dựng nhưng mà bây giờ nó mất đi. Và cái mối quan hệ của chúng ta đó có cho đi và cũng có nhận lại. Nhưng thương bà chị em, mối quan hệ giữa chúng ta với Chúa, Chúa chỉ cho đi nhưng Chúa không hề nhận lại chúng ta điều gì cả. Nhưng mà đôi khi chúng ta giận người này, chúng ta buồn người kia, tự nhiên chúng ta rời Chúa luôn à. Chúa bị oan phải không ạ? Chúa bị oan. Tự nhiên hai đứa nó yêu nhau, kháng khích, nó hạnh phúc quá thì thôi, nó hallelujah ngợi khen Chúa. Nhưng nó có chuyện gì nó bỏ luôn. Giận luôn Chúa luôn. Cho nên đây là một cái chỗ mà chúng ta thấy rằng là cái thời kỳ cuối có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Xảy ra cho con người đó. Nhưng mà thời chung cuộc, chúng ta thấy thời kỳ cuối cùng sẽ có điều này xảy ra là người ta bỏ sự nhóm lại. Như mấy kẻ quen làm. Năm ngoái khi bắt đầu bị Covid ở Việt Nam thì chúng tôi bị gọi là phong tỏa hoàn toàn. Nhà tôi đi ra cái ngõ, có một cái đường hẻm ra tí xíu thôi. Chúng tôi mới vừa ra đứng để chờ anh em cung cấp rau. Vừa lúc đó chỉ cần rau thôi, không có rau để ăn. Cho nên chúng tôi mới vừa ra bên ngoài là chính quyền chạy tới nói, làm gì đây, các cô chú làm gì đây. Chúng tôi bị phong tỏa 4 tháng năm qua chị em. Liên tục như vậy, ở trong nhà đi ra đi vô trong nhà. Cuối cùng tôi phải để ngoài cái ghế ở ngoài đó, ngồi phơi nắng buổi sáng, vì không có cái ánh nắng mặt trời, vì không được ra ngoài. Và chúng tôi cảm thấy rất là khủng khiếp vì cỡ này chúng tôi bị như thế. Và trong hoàn cảnh như vậy, anh chị em biết rằng là anh em bắt đầu nhóm lại là bắt đầu nhóm online. Chúng tôi duy trì sự nhóm lại liên tục online. Và mới nhóm lại online, bắt đầu anh em khao khát để có ngày được tự do để trở lại nhóm lại. Nhưng mà khi mà được tự do, chính quyền cho phép thì bắt đầu mọi người không dám nhóm. Tại vì sao? Sợ bị lây và không dám nhóm. Và bắt đầu họ nói rằng chúng tôi không có nhóm tập trung nhưng mà chúng tôi vẫn nhóm online. Chúng tôi vẫn ngồi xem thờ phượng Chúa. Theo ông bà chị em, giữa sự xem thờ phượng Chúa và ở trực tiếp để thờ phượng Chúa, cái nào phước hạnh hơn ạ? Sao hôm nay khi mà hát những bài hát thờ phượng, chúng ta thấy ngọt ngào không? Quá ngọt ngào. Bởi vì dưới chính Chúa Ngài là Phật đáng tôn. Chúa ơi, mình bày tỏ cái tấm lòng của mình. Xin lỗi ông bà chị em, nếu ngồi ở nhà chưa chắc chúng ta đưa tay lên để thờ phượng Chúa đâu. Chúng ta chưa chắc bỏ tay để ngợi khen Chúa đâu. Chưa chắc để chúng ta cung kính để đứng lên, để mà mục sư mời tất cả đứng lên để cầu nguyện. Nhưng mà mình nằm trên cái võng mình ngồi đó. Vì chính Chúa Ngài thật. Cũng có thể chấp nhận. Và trong cái hoàn cảnh đó, có những gia đình cho đến bây giờ không dám đến thờ phượng Chúa luôn. Vẫn nhóm online. Tôi quyết định tôi cắt, tôi không có nhóm phòng Zoom nữa. Phòng Zoom đó nhóm cũng mấy chục người nhóm lại. Và cuối cùng tôi quyết định cắt cái phòng Zoom. Tôi nói bây giờ anh em phải đến nhóm. Chúa nói như thế nào ạ? Ở trong sách Matthew chương 18, câu 19 và 20, chúng ta khi có hai ba người thuận nhau dưới đất mà hiệp nhau đó, thì cầu xin không cứ vì chi ta cha sẽ cho. Nếu trường hợp chúng ta bị cấm đoán và không nhóm lại, lúc đó chúng ta có thể dùng phòng Zoom. Nhưng mà khi đã được mở cửa rồi thì chúng ta nên có sự nhóm lại. Tại sao vợ chồng em phải từ Houston chạy đến đây gặp tôi? Bởi vì chúng tôi gặp nhau năm 2019. Tôi gặp Nam và cầu nguyện cho Nam tin Chúa ở nhà ăn, ở quán gì, quán của người Hoa. Lúc đó chơi trễ lắm rồi, vào đó dường như là còn có mấy người thôi. Và tôi nói ngày hôm nay tôi phải làm chứng cho người này tin Chúa. Anh chàng này là công giáo nhưng mà chưa bao giờ dâng mình cho Chúa, chứ mình mời Chúa làm Chúa làm chủ. Tôi ngồi chủ yếu, tôi thiệt sự mà ăn tôi cũng chẳng thích ăn lắm, nhưng tôi muốn làm gì là ăn được cái linh hồn này nè. Và tôi ngồi và tôi làm chứng, và cuối cùng thì Nam tin nhận Chúa. Và mấy ngày sau Nam gọi cho vợ ở Việt Nam, thì vợ chúc mừng em tin Chúa nha. Nam nói dịch một câu mà tôi rất là hài lòng: anh tin Chúa không phải vì em, mà anh tin Chúa vì anh tin Chúa. Cảm ơn Chúa, em đã vững mạnh cho đến bây giờ. Hallelujah, ngợi khen Chúa. Dạ. Cho nên khi bắt gặp nhau chúng ta vui mừng lắm. Có thể tay bắt mặt mừng một chút, nhưng mà chúng ta trò chuyện mặt đối mặt, vẫn có thể gọi điện nói chuyện, nhưng mà sự gặp nhau nó vẫn là quan trọng hơn. Amen chị em.
Cho nên cảm ơn Chúa, sự nhóm lại khi chúng ta hiệp nhau nó có một sức mạnh cực kỳ. Ông bà chị em biết có một cái công thức đặc biệt mà giữa đời và trời khác nhau không ạ? Công thức của đời là gì? 1 + 1 = 2. Nhưng công thức của vương quốc của trời là gì ạ? 1 + 1 = mấy ạ? Bằng 1. À, cái đó là hai người nên 1. Nhưng mà nói về cái quy quyền của sức mạnh là như thế nào ạ? 1 người đuổi 1.000, 2 người đuổi 10.000 người, chuẩn bị. Amen. Như vậy khi chúng ta hiệp một, chúng ta cầu nguyện, nó sẽ phá vỡ những cái bức tường ngăn cách, nó phá vỡ những cái sự yếu đuối, nó phá vỡ những cái tảng băng, nó phá vỡ những sự mệt mỏi, nó phá vỡ những sự ngã lòng, nó phá vỡ những cái sự ngăn trở mà chúng ta đến với Đức Chúa Trời, nó phá vỡ những cái điều mà chúng ta có những cái sự bất hòa với nhau ở trong Chúa. Nó gặp mặt, nó sẽ khác với chúng ta qua điện thoại. Chúng ta sống, chúng ta cũng có những cái sự bất hòa với nhau, có những sự chúng ta không hiểu nhau, nhưng mà chúng ta gặp nhau chúng ta sẽ khác, bởi vì có sự hiển diện của Đức Trời trong sự gặp gỡ đó. Chúa sẽ hóa giải tất cả người đó để đem chúng ta ở trong một chiều kích mới, và chúng ta sẽ tiếp tục để bước đi trong sự đặc thắng mà Chúa cho chúng ta. Amen. Cảm ơn Chúa. Cho nên là cái sự bỏ qua đây, nó là họ có thể bỏ lại một đứa đó, họ bỏ đi hoặc là rời đi. Thưa bà chị em, tôi không biết ở đây như thế nào, ở Việt Nam chúng ta có một cái tình trạng như thế này. Nhiều khi có sự việc gì đó thì họ lại không có nhóm ở thánh này thì họ lại qua hội thánh khác. Cách này khoảng 2 tháng thì có một cái sự việc nó xảy ra. Hai em này đều là người đánh đàn chính của hội thánh, một em piano, một em trống guitar rất giỏi. Hai đứa này nó yêu nhau, nhưng mà cái em trai này đó là ở trong tình trạng là cha mẹ mất sớm, có nghĩa là mồ côi. Em đã bụi đời từ năm 9 tuổi. Năm 12 tuổi em gặp gỡ Chúa, tin Chúa, và hội thánh cho em đi học ở một cái trường gọi là trường âm nhạc của Hà Nội. Em là người miền Nam nhưng mà em lại ra Hà Nội học. Sau đó thì em không có cha có mẹ, cho nên là nhận tôi với vợ tôi là cha mẹ nuôi. Năm nay mới có 22 tuổi thôi. Thì hai đứa này nó lại yêu nhau. Thì cái cô bé này nói rằng là chắc tình yêu của anh với em với anh là không có bền lâu. Tại vì mẹ em không bao giờ, mẹ em lúc nào cũng muốn em là phải đi nước ngoài, em phải lấy người giàu này kia rồi đủ thứ. Bây giờ quen anh là không có bền lâu. Nhưng mà cuối cùng thì hai đứa lại quen nhau. Nó quen và nó quyết định nó xây dựng một cái mối quan hệ để có thể tiến tới hôn nhân. Trong một ngày nọ, nó yêu nhau được hơn 1 năm rồi, gần 2 năm, thì mẹ nó biết. Và thế là mẹ nó cấm, tuyệt đối cấm, tao không bao giờ cho phép mày lấy đứa này đứa kia đủ thứ hết. Sau đó thì gặp tôi, tại vì tôi là cha nuôi mà, cho nên gặp tôi nói chuyện. Và tôi nói là tôi cũng vừa là người dẫn dắt thuộc linh, và cũng là người cha thuộc thể cha nuôi của cháu. Và khi nói chuyện với nhau thì cuối cùng ông bà cũng không có thể có cái lý nào để có thể phá vỡ cái mối quan hệ của tụi nó. Nhưng bà nói rằng dứt khoát luôn không cho. Tôi nói với cô này, cô à, cô có quyền cô không cho, nhưng mà trong Chúa tôi không cấm được. Tại vì sao? Hai đứa đều trong Chúa hết. Chúa nó chớ mang ở chân, bây giờ chẳng tin, bây giờ nó yêu nhau trong Chúa như vậy, nó yêu trong sự thánh khiết như vậy, tại sao mình không có dành cái sự dạy dỗ cho nó. Và cuối cùng thì cô bỏ cô về. Và tôi cũng nói với cô rằng thưa cô, một lần nữa xin lỗi cô một cái điều là tôi cũng không có quyền để quyết định điều này, nhưng mà nếu các cháu là người yêu mến Chúa, hãy để cho các cháu đến với nhau. Tuần sau cô không đi nhóm, cô nói lại một người khác, tôi không bao giờ tôi trở lại tôi nhóm này nữa. Mặc dầu cô là một thành viên rất là lâu ở trong hội thánh, nhưng vì một sự việc, tại vì cô cũng không đi nhóm mà cô cũng cấm con cô không cho con đi nhóm luôn. Cô nói một câu, nếu mai mốt mà nó có trôi sông lạc chợ hay là nó là còn nhờ chữa hoang thì tôi cũng không bao giờ nhìn nhận và gả nó cho thằng này. Và cuối cùng là gì? Cả gia đình 3 người rời khỏi hội thánh. Họ không nói một tiếng nào với tôi. Vậy thì ở đây chúng ta thấy có những cái nguyên nhân mà người ta bỏ cái sự nhóm lại. Giới trẻ có cái nguyên nhân khác, người trung niên có nguyên nhân khác, người lớn tuổi có nguyên nhân khác. Nhưng mà nguyên nhân sâu xa nó không phải vấn đề ở chỗ là hội thánh, mà vấn đề ở chỗ đó chính là tấm lòng của mỗi con người kết nối với Chúa. Chúng ta cần phải xử lý là tấm lòng chúng ta với Chúa, chứ không phải giữa với nhau. Amen chị em. Lý do tại sao cái sự bỏ sự nhóm lại nó lại nhiều như ngày hôm nay? Bởi vì chúng ta biết một cái vấn đề là khi chúng ta hiệp một, chúng ta nhóm lại, vương quốc Đức Chúa Trời sẽ được bày tỏ ra, nhưng mà vương quốc của ma quỷ nó sẽ bị rung động. Cho nên đó là đơn giản, chúng ta phải nhìn được cái gốc rễ của vấn đề. Đó là khi một người nhóm nhau lại thờ phượng Chúa đó, thì kẻ thù nó sẽ sợ. Gia đình nào hiệp một thờ phượng Chúa là gia đình đó sẽ được phước.
con cái yêu mến Chúa thì gia đình đó, con cái đó ma quỷ không thể nào lôi nó ra khỏi cái vòng tay của Chúa được. Và nó ở trong cái sự hiệp một với hội thánh của Chúa, nó đóng góp những cái ta lân, những cái ân tứ của Chúa cho nó ở trong hội thánh và làm cho hội thánh được trở nên vững mạnh. Cho nên đó chính là cái gốc rễ của vấn đề mà nó làm cho người ta trở nên lùi đi. Anh chị em thấy nhiều cái lý do có sự nản lòng có. Dân Israel đã được Chúa Ngài làm những cái phép lạ dấu kỳ. Nếu nói rằng dân Israel ngã lòng mà do những cái yếu tố này yếu tố nọ thì chúng ta thấy cũng có xảy ra. Dân Israel có nhìn có kinh nghiệm phép lạ không ạ? Nhiều không anh bà chị em? Rất nhiều. Nhưng ở trong Dân Số Ký đoạn 21 câu 4 thì Kinh Thánh ghi là gì? Dân Israel họ đi giữa đường và dân sự ngã lòng. Không phải là cuối đường, không phải là khởi sự đầu, nhưng mà nửa đường thì dân sự ngã lòng. Trong cuộc đua, chúng ta khởi động có thể cực kỳ nhanh, nhưng mà cái trên cái đường đua đó kết thúc, cái kết thúc nó mới quan trọng hơn sự khởi đầu. 10 năm về Chúa tôi mạnh lắm, 20 năm về Chúa tôi yêu mến Chúa lắm. Tôi nói với bà chị em sẽ, Kinh Thánh nói gì? Có cái sự gọi là gây nên bất phạm như ở trong Luca đoạn 17. Nhưng mà khốn thay cho ai làm gây nên bất phạm đó. Sự bất phạm có thể do kể cả mục sư của mình nữa, kể cả anh chị em, kể cả người chồng, người vợ, hay là kể cả những người lãnh đạo hay là người đồng lao. Sẽ có sự bất phạm, Chúa nói như vậy. Nhưng vấn đề để sự bất phạm đi vào trong chúng ta hay không là do chúng ta. Chúng ta có quyết định để cho nó đi vào mình hay không? Một ai đó nói một cái lời gì đó, chúng ta nghe cái lời đó mà chúng ta không kịp chứng, và bắt đầu chúng ta giận luôn cái người đó, mặc dầu có thể người đó bị oan. Nhưng mà tại vì sao? Thông tin chúng ta tiếp nhận vào, cho nên sẽ có những cái sự bất phạm. Trở lại vấn đề dân sinh, họ không phải là không kinh nghiệm Chúa đâu. Quyền năng phép lạ dấu kỳ, không một ngày nào mà họ không có bánh để ăn. Đến khi họ cần có nước uống thì Chúa khiến nước từ nơi vàng đá đổ ra để cho họ uống. Và khi họ đói, họ cần ăn thịt, thì Chúa khiến cho chim cút bay vào chạy quân đến nỗi ăn lòi lỗ mũi. Rõ ràng họ không hề thiếu thốn bất cứ gì cả. Nhưng mà Kinh Thánh nói gì? Dân sự đi vòng xưa đơn và dân sự ngã lòng. Dân sự đi nửa đường thôi. Kinh Thánh nói vậy. Dân sự đi nửa đường, dân sự ngã lòng. Thêm bà chị em, toàn bà chị em đang đi nửa đường hay là cuối đường ạ? Nửa đường. Toàn bà chị em đang đi nửa đường, phải không? Nếu cuối đường mà biết đằng kia có một cái phần thưởng lớn thì chắc toàn bà chị em không có chảnh mảng đâu, phải không ạ? Mặc dầu chúng ta có lời hứa, ta đem phần thưởng theo với ta để trả cho người tùy theo công việc của họ làm. Rồi phần thưởng lớn nhất mà tôi và chị em, đó là Chúa nói hỏi để tới ngay lành trung tính kia được lắm. Hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa người. Tôi tin rằng không có phần thưởng nào lớn hơn phần thưởng mão sự sống đời đời và Chúa dành cho chúng ta. Nhưng mà khi chúng ta thấy cái điều đó nó trừu tượng quá, nó xa vời quá. Ủa sao mình tin Chúa ở đây rồi, còn bao lâu nữa, chừng nào mới thấy được, chừng nào Chúa Giêsu trở lại. Cứ thấy Kinh Thánh nói hứa là ngày tận thế nhưng mà chưa thấy. Hồi năm ngoái hình như là người ta cũng tin rằng ngày năm ngoái là tận thế phải không? 20 chứ hả? Dạ, năm 20 người ta cũng đã được. À, 20 là tận thế. Nhưng mà chưa, năm nay 22 rồi, chưa. Và đó là những cái điều mà tôi và chị em cần phải tỉnh thức để chúng ta không ngã lòng. Cho nên xin Chúa Ngài ban ơn để rồi tôi và chị em không để cho bất cứ một lý do nào từ ngoại cảnh hay là bất cứ một cái gì ở xung quanh chúng ta gây cho tôi và chị em sự nản lòng. Quan trọng nhất là tấm lòng chúng ta kết nối với Chúa. Nếu chúng ta yêu Chúa bằng tình yêu ban đầu và nhiệt huyết với Chúa liên tục thì không có gì có thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu của Đấng Christ được. Amen bà chị em. Bất lâu nào chúng ta cũng đi thờ phượng Chúa. Ai giận tôi kệ, ai làm cho tôi kệ, nhưng mà tôi vẫn đi thờ phượng Chúa. Tại vì tôi thờ phượng Chúa chứ tôi không phải thờ phượng cái người kia. Nhưng mà nếu mình giữ cái giận ở trong lòng thì đôi khi chính cái đó là Chúa của mình á, thì lại là điều không đẹp lòng Đức Chúa Trời. Cho nên ở đây chúng ta thấy là cái sự nhóm lại nó sẽ có một sức mạnh, cho nên kẻ thù nó biết rằng sức mạnh đó sẽ làm cho nó bị thất bại. Nó sẽ không có áp đặt được cái uy quyền của nó, cái kế hoạch của nó ở trên hội thánh của Chúa, trên dân sự của Chúa. Cho nên nó mới tìm cách để làm cho nguội lạnh dần. Ở trước hội thánh tôi thì có một quán cà phê. Hồi trước thì quán cà phê này không có ngon, nhưng mà giờ quán cà phê nó làm ngon lắm. Mà cái chỗ nó làm là đẹp nữa, nó có cái võng nữa nằm. Tôi nói với anh em á, anh em muốn uống cà phê thông công thì đi sớm một tiếng, tôi sẽ tiếp, lúc nào cũng có cà phê, tôi tiếp ở phía trước. Nhưng mà không, anh em thích ngồi cái quán đó ra. Vô uống cà phê ở trong hội thánh á, không có tốn tiền. Nhưng mà uống cà phê đó một ly như vậy cũng gần 20 ngàn, mà nếu mà 5-7 người thường cả trăm, hơn 100 ngàn rồi. Nhưng mà kêu vào đây uống, họ không uống. Tại sao? Ngồi ở đó có thể ngắm người đi qua đi lại, hưởng một chút hương vị của thế gian. Rồi sau đó thì vào nhóm. Và cảm ơn Chúa, chúng tôi cũng nhóm rất là đúng giờ. Tôi nói đúng 8:30 là tôi có mặt ở trên cái bục giảng để bắt đầu tôi sẽ dạy trường chủ nhật và thờ phượng Chúa.
Cho nên dần dần lúc đầu tôi bước lên có 2-3 người thôi, còn 10-20 người còn ở ngoài quán cà phê. Nhưng tôi vẫn trung tín như vậy, vẫn có 1-2 người tôi vẫn giảng như là hàng trăm người ở trong một thánh. Cho đến một ngày anh em nói bước vô thấy, ủa không có thấy mục sư ở đây, nhưng mà nghe ổng giảng trên, họ đi lên thấy tôi đã đứng giảng đó rồi. Và bắt đầu họ bắt đầu đi đến sớm hơn. Cảm ơn Chúa, thờ gian Chúa. Sau này thì đúng lúc 8:30 đã có 20-30 người đã ngồi để mà đồng nghe trên chủ nhật rồi. Giống như ở đây chúng ta lại làm cái bài test kinh thánh vậy. Cảm ơn Chúa, chúng tôi bắt đầu hình thành cái thói quen đó. Anh em bắt đầu đến rất là yêu mến Chúa. Gần đây có những phép lạ xảy ra ở trong hội thánh. Có một cái bé này từ ở ngoài Bình Định, người Công giáo, và nó bị một cái căn bệnh là bị ma quỷ nó kiểm soát, la hét và điều khiển đến nỗi là không thể nào tự suy nghĩ và quyết định theo ý của mình. Khi mà em lang thang trên mạng và thế là thấy được cái clip mà khi tôi dạy kinh thánh và có cầu nguyện, có người được chữa lành, có người được giải cứu, thế là em xin và vào. Khi mà vào, chúng tôi cứ mang em ở tại hội thánh, giải cứu xong, dạy lời Chúa cho đến khi vững 5 tuần lễ tất cả. Mà cảm ơn Chúa, em đã được khỏe mạnh hoàn toàn. Thì bắt đầu hội thánh những người bị bệnh nhiều nơi bắt đầu họ đưa tới. Cảm ơn Chúa, hàng chục người được chữa lành bằng quyền năng siêu nhiên của Chúa. Có những người họ bị gọi là chính quyền gọi là, ấy xin lỗi, bên y tế, y học, y tế gọi là gì? Hoang tưởng, bị hoang tưởng hay là bị cái gì thần kinh bị trầm cảm, thần kinh phân liệt. Dạ. Nhiều khi ngồi nói ở đâu á, nói trên trần tờ thứ mấy á. Và khi đưa đến cầu nguyện xong, Chúa cho trở về. Một tuần lễ sau, tôi gửi bài để tiếp tục được nghe. Và cảm ơn Chúa, trước khi tôi đi đây thì nhắn tin và nói rằng tạ ơn Chúa, con đã được chữa lành 95% rồi. Không còn hoang tưởng, không còn nói nhảm, không còn nói bậy bạ nữa, mà bắt đầu nghe lời Chúa. Ngợi khen Chúa, đó là quyền năng của Chúa. Và bắt đầu cái điều đó khiến cho những cái người mà nó nguội lạnh lên chị em, bắt đầu họ thấy và họ trở lại. Quyền năng phép là dấu kỳ của Chúa để thu hút người ta đến với Chúa. Nhưng để có thể thay đổi tấm lòng không phải là quyền năng, mà là lời Chúa và tình yêu của Ngài dành cho chúng ta. Cảm ơn Chúa Giêsu. Dạ, tôi đi đến phần cuối rồi đây. Ở đây kinh thánh nói gì? Anh em thấy ngày gáy hầu gần chừng nào thì chúng ta phải làm như vậy chừng này. Như vậy cái câu kinh thánh này cho chúng ta thứ nhất là cảnh báo về cái hoàn cảnh cuối cùng. Nó sẽ xảy ra. Nó sẽ xảy ra, nó không phải là bất thường đâu. Giống như nói về sự thử thách thì sứ đồ Phi-e-rơ nói rằng nếu anh em ở trong cái lò lửa thử thách, đừng xem đó là việc khác thường. Nó là chuyện bình thường. Theo Chúa mà không thử thách là chuyện khác thường. Mà theo Chúa có thử thách mà vượt qua được, đó là chuyện bình thường và phi thường. Dạ, bình thường vì chúng ta phải đối diện nó, nhưng mà phi thường thì bởi nhờ quyền năng sức mạnh của Chúa để chúng ta vượt qua. Ngày hôm qua tôi có thăm một gia đình, đi cùng với anh Hiệp thăm một gia đình, thì anh chồng mới hỏi một câu nè. Theo một số tôi hỏi rằng là theo Chúa dễ nhưng mà làm theo lời Chúa dễ không ạ? Tin Chúa thì dễ nhưng mà làm theo lời Chúa dễ không? Thì tôi chưa trả lời, ông trả lời luôn: khó lắm, đúng không ạ chị em? Tin Chúa dễ đúng không ạ, mà làm theo lời Chúa khó đúng không ạ? Thì ông hỏi tôi vậy thì theo mục sư thì như thế nào? Tôi nói thật ra chẳng có ai có khả năng để sức mạnh để đủ để làm theo lời Chúa được hết, không ai. Như sứ đồ Phaolô nói như thế nào ở trong Côrintô thứ nhất chương 15 câu 10, anh em còn nhớ câu đó không ạ? Nay tôi là người thế nào, ấy là nhờ ơn điển của Chúa ở trên tôi. Mà ơn điển của Chúa ở trên tôi không phải là uổng vậy, trái lại tôi làm được nhiều việc hơn người khác, nhưng không phải bởi tôi, bèn là ơn điển của Chúa ở trên tôi. Nếu một ngày nào đó chúng ta nắm ngực xưng tên, ai có thể chối thầy, riêng tôi thì không. Lúc bây giờ anh chị em hãy cẩn thận đó, chúng ta đang đối diện một trận chiến lớn, phải không ạ? Nhưng mà chúng ta thấy ở đây Phaolô rất là khôn ngoan. Tôi làm được mọi sự, nghe dường như ông là người kiêu ngạo, nhưng mà nhờ Đấng ban thêm sức cho con tôi. Như vậy theo Chúa cũng vậy, làm theo lời Chúa cũng vậy, trung tín đáp lại thời của Chúa cũng vậy. Nếu không bởi ân điển của Đức Chúa Trời, mà ân điển đó chúng ta sẽ nhận lấy từ ngay ân điển. Chúa nói là mỗi một lần chúng ta đến thờ phượng Ngài, chúng ta nhận lấy ân điển của Chúa và sự thương xót của Chúa để có chúng ta cần dùng. Nhiều khi chúng ta rất mạnh mẽ ngày hôm nay, nhưng mà chưa chắc ngày mai chúng ta sẽ có nghĩ rằng mình không đối diện với sự thử thách hay là cám dỗ không. Không ai có thể bộ mình xưng tên. Cho nên ở đây nói như thế nào? Là chúng ta thấy ngày ấy về gần chừng nào thì chúng ta phải làm như vậy chừng này. Cái vấn đề làm như vậy đó là như thế nào? Tôi sẽ nói rất là ngắn ở đây để bà chị em chúng ta sẽ cùng nhau, chúng ta cậy ơn Chúa để rồi chúng ta có thể làm. Trong Timôthê thứ 2 chương 2 câu 1, sứ đồ Phaolô nhận dò Timôthê như này: hỡi con, hãy nhờ ân điển của Đức Trời đã làm cho mình mạnh mẽ. Hãy nhờ ân điển, hãy cày ân điển của Chúa để làm cho mình mạnh mẽ. Tôi nói nếu mà chị em rằng là nếu không có ân điển của Chúa ở cùng tôi và chị em, không thể nào chúng ta hầu vì Chúa được.
Gần đây tôi đi công trường ở trên vùng Đắk Min, vùng Gia Lai, Kon Tum, mà tôi đi vào vùng sâu, vùng xa, vào dân tộc, tổng cộng gần 10 dân tộc mà tôi tiếp cận trong vòng 1 năm rưỡi trở lại đây. Và Chúa cho mở được 2 điểm nhóm trong 1 năm rưỡi trở lại đây. Đó không phải là tôi, nhưng mà đó là ân điển của Chúa ở trên tôi. Cách nay khoảng 3 tháng tôi đi trên miền cao, lúc đó có một nhóm người tin lành si mê, họ chưa bao giờ kinh nghiệm về quyền năng của Chúa. Nhưng mà thấy được rằng khi cầu nguyện cho mẹ của bé này được chữa lành, thì họ hẹn nhau họ là ở một cái điểm kia, họ cứ thúc giục tôi là phải đến đó. Tôi nói như này khuya quá rồi làm sao đến được, 9 giờ rồi làm sao đến được. Họ nói mục sư ơi, bây giờ tất cả mọi người đang chờ mục sư ở đó. Thế là họ chở tôi bằng xe gắn máy đi vô, thậm chí muốn té luôn tại vì cái đường nó trơn trượt. Đi vô sâu sâu ở trong, và cuối cùng vô một cái nhà kia gần 40 người đang chờ cầu nguyện ở đó. Lúc bấy giờ tôi nói Chúa ơi, giờ 40 người này mà 9 giờ rưỡi rồi mà cầu nguyện chừng nào, 40 người làm sao cho cầu nguyện cho hết. Lúc bấy giờ tôi nói Chúa ơi, bởi ơn của Ngài chứ không phải là con. Và tôi xin Chúa Ngài xích dầu để cái sự chữa lành, cái quyền năng của Chúa xảy ra cực kỳ là nhanh, như Chúa Ngài rờ đến mà da phê rờ lập tức được chữa lành, rờ đến cái lỗ tai của Manh Chu lập tức được chữa lành, hay là kêu hãy đưa tay ra thì lập tức được chữa lành. Lúc bây giờ tôi nói, bây giờ thưa anh chị em, tôi không phải là người chữa lành, nhưng nếu em tin thì tôi sẽ ống dẫn để Chúa chữa lành cho mọi chị em. Thì bắt đầu lên những người lên, thì nói là bây giờ có mấy người bị tà linh đang chờ. Hỏi tà linh gì, tôi thấy mặt bình thường mà. Dạ không, dữ lắm. Dạ coi như là chuyện đúng chuyện là dữ lắm. Rồi đi thầy bùa này kia. Tôi nói được, đưa họ lên. Thì lúc bây giờ tôi đứng, tôi nhìn vào, tôi nói nhìn tôi nè, nhìn vô mắt. Anh chị em biết là tà linh, mà người đó có bị tà linh đó hay là bùa ngải đó, không bao giờ nhìn được mắt chúng ta đâu. Tại vì mắt chúng ta có linh của Chúa. Chúng ta có biết điều này không ạ? Dạ, coi con mắt của mình bình thường như vậy đó, mắt hí như vậy chứ mà ghê lắm ạ. Tại vì sao? Chúng ta có thánh linh của Chúa. Và cảm ơn Chúa, nhìn tôi nói nhân danh Jesus Christ, lên. Tại rầm xuống liền, mọi người nhao lên. Kinh khủng như nào bây giờ, tại bên GM ơi, không có kinh nghiệm cái này. Xin lỗi anh chị em, tôi không có nói xấu bất cứ gì cả, nhưng mà đó là thật sự như vậy đó. Tại vì tôi ở trong gốc của Si-mê, của Si-nhân rồi cũng vậy phải không ạ? Nhưng mà cảm ơn Chúa, quyền năng phép lạ sẽ, và khi mà ngã xuống sông, tà linh nó xuất ra, người đó được chữa lành ngay tức khắc, chưa được 30 giây anh chị em, được chữa lành. Và trong cái đêm đó có một người đặc biệt, đó là cô này năm nay khoảng gần 50 mấy, gần 60. Cô này bị điếc cả hai lỗ tai từ lúc 2 tuổi, tức là họ không phải là điếc bẩm sinh, nhưng mà do cỡ 2 tuổi ở trong cái vùng sâu người dân tộc đây, và họ bị cái viêm cái tay giữa và không có điều trị được, cho nên cả hai lỗ tai đều không nghe được. Muốn nói chuyện là phải giống như là chửi ra làng lên mới nghe được. Thì tôi thử, tôi hỏi, tôi nói chuyện nhỏ nhỏ thì không nghe được, nói chuyện lớn lớn hơn chút cũng không được. Và người ta nói là phải kê vào lỗ tai thì nói lớn thì mới nghe được. Tôi kiểm chứng xong, tôi nói có tin vào Chúa chữa lành không? Thì người này đồng ý tin, đặt tay cầu nguyện. Tôi cũng cách giống như Chúa, đặt tay vào, truyền lệnh cho lỗ tai được thông thạo. Lần thứ nhất tôi kêu cái người đứa em nó kiểm tra, không có gì xảy ra. Lần thứ hai cũng không có gì xảy ra. Lần thứ ba lỗ tai bên trái nghe được, và lần thứ tư lỗ tai bên phải nghe được hoàn toàn cho đến ngày hôm nay anh chị ạ. Rất tiếc là chúng ta không có thời gian, tôi có cái clip ở đây. Nó quay lại, đó là người mà kinh nghiệm được chữa lành và bắt đầu bùng lên một cái. Những người nào là người bị đau cột sống, người bị ung thư, tất cả đều cầu nguyện, mà ngay tức khắc khoảng 80% được chữa lành ngay tức khắc. Còn những người khác tôi chưa có kiểm chứng, nhưng những người ngay tức khắc được chữa lành đã làm chứng lại họ được chữa lành. Mời khen Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Cho nên thương bà chị em, khi chúng ta biết được rằng Chúa Ngài đã chuộc chúng ta, tất cả những điều gì xảy ra xung quanh, những cái gì người ta yếu đuối, ngồi lạnh nó, hoặc là ai đó làm chúng ta tổn thương, đừng quan tâm đến nó nữa. Tại vì nếu chúng ta chú tâm vào những điều đó, chúng ta sẽ mất cái năng lực thuộc linh. Chúng ta chú tâm những điều đó thì chúng ta sẽ không nhìn được Chúa là cội rễ cuối cùng của đức tin. Nếu ta tin Chúa vì người này, vì người kia, thì chúng ta sẽ không đứng vững được trước những ngày của những ngày khó khăn mà chúng ta sẽ đối diện trong những ngày tới. Cho nên đây Chúa Ngài dạy chúng ta, nói bây giờ chúng ta hãy cùng làm như vậy. Hãy làm như vậy. Tức là gì? Làm như vậy có nghĩa là trung tín. Trung tín với Chúa, trung tín với Chúa và trung thành với anh em của mình, trong cái sự kết nối và yêu thương, trong sự trung tín. Chúng ta không có đừng có nhìn núi này hay là trong núi nọ. Nếu Đức Chúa Trời Ngài không đặt để, tôi cũng bà cho em không làm được gì cả. Thật sự tôi vẫn thích sống ở những nơi sung sướng, ở những nơi giàu có, ở những nơi trù phú. Nhưng mà nếu Chúa không gọi thì tôi cũng không thể nào làm được. Mà nếu tôi đi sai ý Chúa thì coi như tôi mất sự sức giàu. Và hiện bây giờ thật sự với bà chị em, Chúa đang dùng tôi ở vùng miền cao, đặc biệt là các dân tộc như dân tộc Mờ Nông, rồi Hờ Mông, Ede, Bana, Co, Gia Rai, Hờ Rê, một dân tộc nào nữa. Dạ.
Cảm ơn Chúa. Và tôi thấy được rằng khi tôi đi, tôi thậm mệt em đi rất xa anh chị em. Lái xe như vậy là nhiều khi xuyên đêm. Lái xe suốt đêm, tôi chỉ ngủ được 1 tiếng đồng hồ, sau đó thức dậy tôi giảng cả ngày. Và tại vì có mình tôi lái thôi, vợ tôi ngồi kế bên. Và Chúa thêm sức cho tôi để tôi có thể làm công việc của Đức Chúa Trời được. Ngợi khen Đức Chúa Trời. Cho nên xin Chúa ngài ban ơn để ân điển của ngài đầy trên tôi và bên bà chị em. Nếu ân điển Chúa đầy trên tôi và bà chị em thì tình yêu của Chúa cũng đầy cho chúng ta, và sẽ không có gì có thể lay động chúng ta khỏi tình yêu của Đấng Christ trong bà chị em. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Chỉ có Chúa mới có thể làm chúng ta sức mạnh. Điều thứ hai trong cái vấn đề càng phải làm như vậy đó là gì? Đó là chúng ta phải nói một cái lời, là những lời nói tích cực mang tính tiên tri. Khi Chúa dẫn Ê-xê-chiên đến một cái chủng, và cái chủng đó có một cái chủng hài cốt khô ở trong Israel đoạn 37. Chúa hỏi Israel rằng con hỏi con người thấy cái gì? Israel nói rằng là một chủng hài cốt khô, quá khô. Nó khô quá. Xương không à. Chúa hỏi một lần nữa, thế thì nó có thể sống được không? Xin lỗi bà chị em, năm 2019 tôi đến Portland thì tại đó có một hội thánh mời tôi giảng, hội thánh Baptist. Hội thánh, cái phòng hội thánh gấp 3, gấp 4 lần cái phòng này. Nhưng cũng có mười mấy người nhóm thôi. Người ngồi góc này, người ngồi góc kia. Tôi xin mặc lỗi, lúc đó là trời lạnh, lạnh mà tôi nhìn vào mặt của con cái Chúa còn lạnh hơn. Ông bà chị em có hiểu cái điều này không? Tôi nói cảm giác nó rất là khó. Tôi nói thật, chỉ cần một người như là bà Samari mà yêu mến Đức Trời thì tại đó cũng có lửa đó nữa. Amen. Những con người này chúng ta cùng có lửa của Chúa, cái lòng nhiệt huyết của Chúa, thì cho dẫu một người, hai người, mười người không quan trọng. Đôi khi số đông, nhưng mà Chúa nói là ta là bánh từ trời xuống, ai ăn thịt ta, uống huyết ta thì được sống trong ngày cuối cùng. Thì tất cả mọi người nói gì? Lời này khó nghe quá. Họ làm gì mà chị em? Bỏ đi hết. 5.000 người không kể đàn bà và con nít, bỏ đi hết. Bây giờ trở lại câu chuyện, có thể chúng ta thấy cái chủng hài cốt khô, cái chủng hài cốt khô trong cái thuộc linh của Israel nhìn thấy thật sự là những con người của Israel. Ở trong đoạn 37 câu 12 nói rằng hài cốt khô đó chính là dân Israel. Họ vẫn di động, họ vẫn sống động, họ vẫn tay bắt mặt mừng, họ vẫn làm việc, họ vẫn có tiền có bạc, họ vẫn có mối quan hệ, vẫn yêu thương, và họ vẫn có chồng có vợ, vẫn sinh sống như thế. Nhưng mà Chúa, trong mắt của Chúa thì sao? Đây là hài cốt khô. Lý do là gì? Kinh Thánh ghi lại họ nói trong lòng rằng chúng ta hết hy vọng rồi, chúng ta bị tuyệt diệt. Họ nói điều đó. Cho nên trong mắt của Chúa, họ nhìn, Chúa nhìn thấy đây là hài cốt khô. Vấn đề không phải là dân sự, cũng vấn đề không phải là Chúa, bởi vì Chúa luôn luôn muốn cho dân sự được mạnh mẽ. Nhưng bây giờ Chúa hỏi Ê-xê-chiên như thế này, hỏi có người hài cốt này sống không? Nếu ông bà chị em là Ê-xê-chiên thì ông bà chị em nói gì ạ? Chết chắc. Sao sống nổi? Đúng như vậy, Ê-xê-chiên nói dạ không biết. Dạ không biết. Và cái kế của Chúa, Chúa hướng cho Ê-xê-chiên bây giờ hãy bắt đầu nói tiên tri. Năm 2013 khi tôi được Chúa ngài mặc khải để về Hóc Môn, tôi thật thú thật với anh em, tôi ghét Hóc Môn vô cùng. Tôi ở Bình Thạnh, tôi đi học vì Chúa thì Củ Chi, đi ngang Hóc Môn tôi nghe từ Hóc Môn với 18 xuân dân chầu tôi ghét lắm. Đây đây mấy người 18 xuân dân chầu đây còn ngồi đây đó, đó 18 xuân dân chầu đó, những người mà có như là khi mà học trường Kinh Thánh nó còn nhậu đến nhà tôi quậy luôn á. Nhưng mà bây giờ là yêu mến Chúa và là người hầu vì Chúa. Cảm ơn Đức Chúa Trời. À, thì tôi nó ghét lắm, tôi không thích. Nhưng mà ông bà chị em biết không, đến khi mà Chúa đặt đệ trước cho khải tượng thì tôi nói với là một bà mục sư đó, bà xây cái nhà nguyện cũng cả này, cái nhà nguyện cũng cả này mà cái nhà cứ đóng cửa mình thích à, tới ngày Giáng sinh mới mở ra. Tôi mượn hình như hết giờ rồi phải không? Dạ dạ xin lỗi. Dạ thì bắt đầu tôi thấy khải tượng xong, tôi thấy là cái căn nhà này có hàng trăm người ngồi đến nỗi là tràn ra bên ngoài luôn. Tôi nói với ông bà ơi, Chúa cho tôi thấy như vậy đó. Thì ông thì mục sư cầu nguyện đi. Tôi cầu nguyện, mà trong buổi sáng đó tôi dậy lúc khoảng 5 giờ tôi cầu nguyện, cho đến khoảng 5:15 tự nhiên Chúa nói với tôi hôm nay đi gặp ông bà. 2 phút sau bà gọi lại, mục sư ơi Chúa nói với tôi hôm nay gặp ông. Siêu nhiên đó, tôi không có bịa cho ông bà chị em để ông bà chị em nghĩ là ồ chắc có gì nó quyền bí đâu. Nhưng bởi vì đó là khải tượng Chúa cho nên Chúa sẽ làm. Tôi đến tôi gặp ông bà. Ông bà nói bây giờ căn nhà này nè, thật sự Chúa gọi tôi đi truyền giáo chứ không phải là đi trang bày, cho nên thôi bây giờ căn nhà này đã giao cho ông bà mục sư trang bày đi. Tôi cầu nguyện xong chúng tôi nhận. Ông bà chị em biết phòng nhóm bao nhiêu người, ông bà chị em biết không? 2 vợ chồng tôi thêm em rể tôi là em bạn rể là 3, 2 ông bà già nữa là 5, với thêm một cái ông bị tai nạn giao thông
bị bể cái hộp sọ và người ta phải nuôi dưỡng cái hộp sọ ở trong ngân hàng mô. Và khi đến thì tôi chỉ sắp ghế ra đúng 5 cái ghế. Cái phòng to như vậy mà tôi sắp 5 cái ghế. Tôi đâu dám sắp hơn, tại vì tôi tính rồi nè. Vợ tôi nè, tôi thì đứng lên, nếu tôi giảng thì vợ tôi ngồi nè, em bằng ghế tôi nè, với hai ông bà già kia với ông này, đó là 5 người ngồi 50 ghế. Cái phòng thì to đùng như vậy mà ngồi 5 cái ghế. Bắt đầu tôi vẫn giảng bình thường. Mà trong một lần nào tôi cầu nguyện, tôi bắt đầu sắp ghế ra, Chúa nói với tôi rằng là mỗi một cái ghế con hãy cầu nguyện. Con nói lời tiên tri tích cực, cái ghế này sẽ có những con người được cứu, được bước vào đây. Và sáng Chủ nhật đó tôi sắp quyết định là sắp 10 cái ghế. Nhưng mà vẫn có 5 người nhóm mà. Thì một trong lần đã có một người trong hội thánh bị bệnh, nằm bệnh viện. Đi vô đó, một cái cô kia người ngoại cũng bệnh vô nằm ở đó. Nhưng mà cô này bác sĩ kiểm tra hoài không thấy bệnh, mà đưa ra mới bước qua tới cửa té xỉu, lại đưa vô cấp cứu. Thì cái người mà bị bệnh nó nói rằng chị này là bệnh tà nè, chỉ có đạo tin lành mới cứu được thôi, chỉ có Chúa Giêsu mới cứu được thôi. Thế là nó ủa Chúa Giêsu là ai, bắt đầu làm chứng tin Chúa. Thì mục sư Nguyễn Công Đức bây giờ đang ở Florida, là ông đến, ông đưa về nhà tôi và cầu nguyện, cô này cầu nguyện và được chữa lành. Thế là cô này bùng ra làm chứng cho dẫn người này người kia. Và trong thời gian rất ngắn, 10 cái ghế, chúng tôi sắp thêm 10 cái nữa, sắp thêm 5 cái nữa, sắp thêm 10 cái nữa. Một ngày kia Chúa kêu tôi mua thêm 50 cái nữa. Và chúng tôi quyết định mua 50 cái. Và anh chị em biết, có lúc nhóm lại 100 người trong hội thánh. Chỉ từ có 5 người thôi anh chị em. Tôi tin và tôi nói lời tiên tri. Nhưng mà nói lời tiên tri không chỉ là nói, nhưng mà nói lời tiên tri bằng đức tin và bắt đầu có hành động. Và chúng tôi bắt đầu hành động. Cảm ơn Chúa. Sau Covid nhóm lại cũng còn 10 mấy người. Chúng tôi cầu nguyện thiết nhiều để cho những em ở lại, trở lại. Nhưng mà cảm ơn Chúa, một số người cũng khoảng 10 mấy người chưa trở lại để thờ phượng Chúa, vẫn thờ phượng Chúa online. Nhưng bên cạnh đó Chúa cho những người mới. Và hiện nay chúng tôi nhóm lại cũng phải 6-70 người rồi. Cảm tạ Đức Chúa Trời. Đó không phải là chúng tôi, bèn là ơn của Chúa ở trên chúng tôi. Amen chị em. Cho nên chúng ta thấy ngày ấy hầu gần chừng nào thì chúng ta biết rằng đây là đã ứng nghiệm lời của Chúa. Nhưng mà bây giờ những con dân của Chúa đang có tình trạng nguội lạnh, thì tôi khích lệ tất cả chúng ta ngay ngày hôm nay thôi, tôn bà chị em hãy kêu gọi tâm linh của họ được trỗi dậy trong quyền năng của Thánh Linh. Bởi vì hạt giống của Chúa đã ở trong lòng của họ rồi. Và đôi khi chúng ta cầu nguyện nó Thánh Linh của Chúa ngài cảm động khiến cho họ không thể chịu nổi. Ông bà chị em có biết rằng quyền năng của Thánh Linh khiến cho lửa bên trong để chúng ta không thể nào không nói về Chúa được không? Jeremy nói rằng là lời của Chúa ở trong tôi, lửa của Chúa ở trong tôi bọc kín xương tôi. Nếu tôi không nói lại nữa thì giống như lửa bọc kín trong xương tôi vậy. Và khi mà chúng ta cầu nguyện, xin Chúa cho hạt giống đó được mọc lên. Có thể nó bị nghẹt ngồi, có thể nó bị chai đá, có thể bị chim ăn, có thể bị những cái gai gốc trà trộn. Làm sao tự nhiên một người mà có thể có mảnh đất tốt đâu? Trong 4 mảnh đất đó chỉ có một lòng mảnh đất tốt. Nhưng làm sao để có? Không tự nhiên mà có. Tại vì đất bị rủa xả. Lòng con người được sanh ra không có Chúa. Phaolô nói với lại hội thánh Côrintô trong Côrintô thứ 2 chương 11 câu 3 là tâm trí của anh em bị hư vì cớ do gì? Do sự cám dỗ của con rắn đối với Eva. Và tâm trí bị hư. Cho nên tôn bà chị em được sanh ra là tâm trí chúng ta bị hư, bị thiếu đi sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Nhưng khi chúng ta tiếp nhận Chúa thì sự vinh hiển đó bước vào. Và quyền năng của lời Chúa, hạt giống không hư nát đó bắt đầu mọc lên. Nếu chúng ta tin cậy và chúng ta hãy bắt đầu nói lời tiên tri giống như là Ezekiel. Kinh Thánh ghi lại khi Ezekiel bắt đầu nói tiên tri thì bắt đầu điều gì xảy ra? Những cái xương bắt đầu làm gì? Nó mọc lại, nó ráp lại với nhau. Gân bắt đầu mọc lên, thịt bắt đầu lắp vào và da lắp vào. Nhưng mà chưa có sự sống bên trong. Cho nên khi hãy nói với tiên tri với gió bốn phương thì lúc bấy giờ họ trở thành một đạo quân lớn và sống động. Bao nhiêu người trong chị em mong ước rằng những người đã từng mạnh mẽ sẽ được trở lại không? Xin đưa tay lên nè. Chúng ta có thể nói tiên tri cho người thân của mình được không? Đây là quyền năng trong Thánh Linh, chứ không phải chúng ta làm cái kiểu giống như là kiểu cho nó có may có rủi. Không, đây là lời hứa của Chúa. Chúng ta sẽ hãy làm gì một cái điều gì đó để cho những tấm lòng còn yếu đuối này được mạnh mẽ trở lại. Và chỉ có quyền năng của Thánh Linh của Chúa, hạt giống của Chúa còn nằm đó, và chỉ có Thánh Linh của Chúa làm cho nó sống lại. Thì bây giờ tôi và chị em có thể nhân danh Chúa Giêsu, tôi nói lời tiên tri cho anh Nguyễn Văn A, chị B, hãy trỗi dậy vì Chúa yêu anh chị lắm.
Và tôi kêu gọi anh chị em mà chúng ta hãy cầu nguyện cho những chiếc ghế mà tôi và chị em thấy nó đang còn trống đây, ở bên cạnh mình chiếc ghế còn trống đây, trong danh Chúa Jesus, những người mà Chúa sẽ được đem đến đây, và khi một rao giảng lời Chúa, những người tin Chúa, họ sẽ trở lại trong quyền năng của Thánh Linh, họ mạnh mẽ chứ họ không phải yếu đuối nữa. Bên ngoài có thể yếu, bên ngoài người ta còn nhiều nơi có thể yếu, nhưng mà thương bà chị em, không phải là mẫu số chung. Tôi không tin là mẫu số chung. Trong hội thánh của chúng tôi có những nơi rất phát triển anh chị em, rất phát triển, đặc biệt ở Đắk Minh. Anh chị em biết ở Đắk Minh đó là hội thánh chúng tôi nằm loạn cái gì vậy? Loạn. Dạ, ở trong người Công giáo. Xung quanh là người Công giáo. Vùng Đắk Minh nó 90% là người Công giáo. Chúng tôi chỉ có một gia đình của mục sư Thắng với cô Định. Chúng tôi nhóm lại cái phòng nhỏ xíu, xin lỗi bà chị em, cái phòng nó tí tẹo vậy nè. Chúng tôi nhóm lại, tôi mà vào rồi á là nội bất xuất và bất nhập, tôi đâu đi ra là sẽ bị bắt bớ. Chúng tôi phải gửi xe rất là xa và người ta phải chở tôi vào đó để chúng tôi dạy lời Chúa, chỉ có 4-5 người. Năm 2017 chúng tôi được cho cái giấy phép. Và thương bà chị em, năm 2020 vừa rồi Chúa cho xây cái nhà thờ lớn hơn nhà thờ này. Và hiện bây giờ nhóm lại khoảng 100 người nhóm lại, và có được 4 điểm nhóm phụ, mỗi một điểm nhóm cũng mười mấy 20 người. Điều đó ai làm không bà chị em? Chúa làm. Giữa lòng Công giáo bị bắt cứ kinh khủng. Chúng tôi đi giảng, truyền giảng Giáng sinh, họ ở ngoài họ quăng pháo, mà pháo đại bà chị em, pháo to, quăng vô bum bum bum, gọi công an nơi thôi ráng chịu đi chứ họ không dám can thiệp. Nhưng mà tạ ơn Chúa, tại nơi đó những con người bình dị đó, những con người đến nỗi là đứng lên giảng mà rung đó, thì bây giờ những con người đó lại là những người chứng nhân cho Chúa một cách mạnh mẽ khu vực đó. Mà chúng tôi đi lên cách đó khoảng hơn 200 cây số, ở tại Chu Xê vào vùng dân tộc Bana. Em này được Chúa chữa lành bị ung thư máu, và sau đó thì anh của em này cũng bị ung thư máu. Bác sĩ trả về và nói rằng là thích ăn cái gì thì ăn. Chúng tôi hiệp lại cầu nguyện tạ ơn Đức Chúa Trời, người anh em này đã được chữa lành hoàn toàn ung thư máu. Và bây giờ chỗ đó chúng tôi cũng xây một cái nhà nguyện bề ngang 7m, chiều dài 18m, bằng cái đồng tiền của những con cái yêu mến Đức Chúa Trời dâng hiến vào. Mới vừa rồi Trung Thu, ông bà chị em biết, chúng tôi phát bánh Trung Thu và tặng tập vở cho các em học sinh. Mỗi ngày em có 10 quyển tập. Ông bà chị em biết 10 quyển tập bao nhiêu tiền không? Nếu mua ở tại thành phố Hồ Chí Minh có 4.200 một quyển, mua ở tận nơi 7.000 một quyển. Chúng tôi phải mua ở thành phố Hồ Chí Minh với số lượng nhiều mấy ngàn cuốn, chúng tôi phải trở lên tới trên đó để phát cho mỗi em 10 quyển tập. Và trong cái khoảng thời gian đó, trên 200 em tin nhận Chúa. Tôi không nói dối mà chị em đâu. Và sau đó các em đi ra các làng xung quanh, gần 1.000 em tin nhận Chúa nữa. Cấp 1 và cấp 2. Nó hiểu biết về Chúa chưa? Hiểu rồi đó. Hiểu biết trong trời rồi đó. Vừa rồi chúng tôi lại kêu gọi để xây dựng cái nhà vệ sinh. Xin lỗi bà chị em, người dân tộc họ đi vệ sinh ở đâu? Họ đưa cho tôi cái cuốc. Cái đi vệ sinh rồi lắp lại. Họ đi tắm, chỉ xuống đó. Rồi thay đồ chỗ nào? Nhắm mắt lại. Mình không thấy người ta coi như là không thấy mình. Và chúng tôi đã chia sẻ nó rằng xây cái nhà vệ sinh không có nhiều tiền đâu. Họ sợ không nhiều tiền. Nhưng một cái vấn đề thứ hai họ sợ là gì? Phí. Phí cái gì? Phí cái phân. Cái phân mà nếu mà cải tạo đất là phân tốt lắm á, phân người á. Nhưng mà tôi nói không, bây giờ chúng ta phải thay đổi, chúng ta phải làm cái nhà vệ sinh. Cuối cùng chúng tôi kêu gọi xây dựng được 3 cái nhà vệ sinh trong cái hội thánh đó, cái nhà đó. Cảm ơn Chúa, không có nhiều tiền lắm, có mấy chục triệu thôi, nhưng mà chúng tôi xây được 3 cái nhà vệ sinh. Ngợi khen Chúa, đó là điều mà Chúa Ngài làm. Vậy thì tôi mà chị em hãy bắt đầu cầu nguyện. Nếu được, trong cái sổ cầu nguyện của mình, không cần phải ghi hết một lần đâu. Chúa ơi, bây giờ Chúa đặt để cho con những người nào, ngay bây giờ con cầu nguyện. Cầu nguyện mang tính tiên tri, cho anh em đừng cầu nguyện kể tội người đó trước mặt Chúa nha. Chúa không cần người đó đâu. Nhiều khi chúng ta cầu nguyện, Chúa ơi, chồng con sao nó tệ quá, Chúa ơi, Ngài thay đổi nó đi. Tôi bảo đảm bà chị em, cầu nguyện 10 năm chồng cũng không thay đổi. Đây tôi là cầu nguyện cho vợ tôi. Vợ tôi ngày xưa hay giận, hớn chút giận. Mà vợ tôi lại bị cái tính vùng miền đó. Ngày xưa tôi, xin lỗi bà chị em, ngày xưa tôi ở với người Nghệ An. Tôi đi trong bộ đội, tôi ở với Nghệ An, với người Hà Tĩnh. Và họ khó lắm. Không biết là miền trung của mục sư có khó giống như là người Nghệ An Hà Tĩnh không? Tôi ở trong nhà của họ, rồi ở trong cái đơn vị đó, thì tôi phải nói tôi sống tôi chịu không nổi, tại vì tôi dân miền tây gọi là gì, là xả láng sáng về sớm. Có 10 đồng ăn 11 đồng chứ không phải là 11, 10 đồng ăn 8 đồng để dành 2 đồng, không có 10 đồng ăn 11 đồng ăn lúa non luôn.
Cho nên tôi rất là khó chịu vì cớ rằng là cái tính vùng miền. Mà tôi nói thật, ngày xưa khi tôi ở với người miền Trung rồi, tôi nói là không bao giờ tôi cưới người miền Trung. Tôi nói tôi không bao giờ tôi lập gia đình với người miền Trung. Thì một ngày nọ tôi đi hớt tóc, tôi ngồi tiệm hớt tóc đây và cái vợ tôi thì ngồi bên kia đang cầm cái đàn và tôi nghe đàn nhạc thánh. Vợ tôi bán trà sữa. Thế là hớt tóc tôi mong men, tôi thấy con này cũng xinh gái, tôi đi mong men qua. Tôi nói ủa em đàn gì vậy? Nói, dạ em đàn nhạc thánh thờ vương Chúa. Nhưng mà tôi nhìn trên gương mặt của vợ tôi rất là buồn. Tôi bắt đầu chia sẻ, tôi nói anh cũng là Tin Lành đây. Thế là đàn thờ vương Chúa. Và vợ tôi nói chuyện với tôi là rặt tiếng miền Tây. Tại vì 2 tuổi đã theo ba mẹ vào vùng Đồng Tháp, nói tiếng miền Tây rặt luôn. Con gà gô bỏ ông gỗ nhảy gô gô. Cho nên tôi nói à miền Tây rồi mà dễ thương nữa thì quá tuyệt. Thế là tôi làm quen. Ngày kia vợ tôi mời, thôi anh ghé nhà em chơi cho biết nhà. Vừa bước vô thì mẹ vợ tôi ra, ô chào chú, mời chú vô nhà vô nhò. Nói chuyện gì đây? Vô gặp ông bố vợ. Ờ chó, ngồi ngồi chơi chú. Xin lỗi phạt tiếng một chút. Tôi tá quả luôn chứ. Nhưng mà lỡ thương rồi. Nhưng mà vợ tôi giận lắm, mỗi lần chút cái tôi nói là tại vì tôi thường thường tôi dùng cái từ là nẩu. Tôi nói là người nẩu. Thì tôi không biết là cái từ đó có nặng hay không, nhưng mà vợ tôi là cái từ đó anh nói gì mà nặng lắm. Giận. Mỗi lần giận cái em chở con về nhà, em về thì thăm mẹ, có nghĩa là giận á. Tôi phải lon ton đi theo, cứ ăn dẫn đem về. Tôi cứ cầu nguyện với Chúa ơi, xin Chúa thay đổi vợ con là người hầu Chúa, vợ con là cứ giận như vậy thì không thể nào với Chúa được. Chúa ơi, Chúa biết không, con người hay giận là Chúa nói là chết làm bạn với người hay giận. Tôi căn cứ lời Chúa đủ kiểu hết. Tôi cầu nguyện hoài, vợ tôi không thay đổi. Cho đến ngày kia Chúa hỏi tôi, con có yêu được cái giận đó của vợ con không? Con có yêu được cái tánh đó của vợ con không? Chứ sao yêu được Chúa? Nếu mà con chiều theo cái tánh này còn dữ hơn nữa đó. Người ta nói gì đó, được voi đòi tiên hả? Được đằng chân lân đằng đầu. Nhưng mà tôi đưa ra nhiều cái lý do, và tất cả lý do tôi đưa ra đều thất bại. Cho nên bây giờ con vấn đề vân phục, con làm theo hay không? Một ngày nọ tôi quyết định, dạ con vân phục. Trong cái đêm đó tôi và vợ tôi cãi nhau rất nhiều. Vì có đứa con thôi, không có thống nhất với nhau cách dạy con. Tôi đã rời khỏi nhà trong lúc 1 giờ đêm. Tôi rời khỏi nhà và tôi cầm cái áo khoác tôi đi. Và tôi nói anh đi đâu? Tôi nói anh đi xuống công viên. Anh đi đi luôn nha. Không, đây là nhà của anh, đây là vợ anh, đây là con anh, đây là gia đình của anh. Anh đi xuống để anh cầu nguyện. Bởi vì nếu bây giờ ở đây anh ngồi anh nói chuyện, anh sẽ có những cái lời không tốt. Cho nên xin lỗi anh không nói. Tôi đi từ 1 giờ đêm anh chị em. Tôi đi vòng vòng công viên. Tôi không biết tôi đi bao nhiêu cái vòng công viên đó. Tôi đi cho đến 5 giờ sáng. Trong lòng tôi tranh chiến, Chúa ơi, Chúa là thay đổi vợ con. Tôi cứ miết mãi miết một cách cầu nguyện, Chúa ơi thay đổi vợ con. Ngài có biết vợ con là hay giận, mà nếu vợ con như vậy thì sẽ làm hư chức vụ con. Cái gì tôi cũng nói là con không. Nghe rất là hay, nhưng một ngày Chúa nói không. Khi con là người có tội, ta đã vì con ta chịu chết rồi. Con có yêu được cái tội đó, cái lỗi đó của vợ con không? Cái yêu đuối của vợ con không? Tôi tranh chiến cho nên tôi nói Chúa ơi, chẳng lẽ bây giờ con trở về? Con xin lỗi. Tôi quyết định tôi trở về. Bây giờ ai sai ai đúng? Tôi trở về, tôi mở cái cửa ra, thấy vợ tôi nằm quay vô ôm con tôi. Chú nói tôi làm hòa, xin lỗi. Tôi nói không, tôi lui ra. Tôi nằm võng hồi nữa. Chú nói làm hòa, xin lỗi. Quyết định rón rén đẩy cửa, vợ mình không có ngủ, mới ngủ. Tôi vừa nằm xuống nhẹ nhàng bên cạnh, tôi lấy cái tay tôi vịn cái vai của vợ tôi. Tôi vừa vịn cái vai tôi nói cho anh, mới gì cho anh thôi, là vợ tôi quay qua cũng là cho em. Cả hai đều nói từ xin lỗi. Và cả hai chúng tôi khóc. Vợ tôi nói em sai rồi. Tôi cũng nói anh sai rồi, anh bảo thủ quá. Hãy tha thứ cho anh, hãy giúp anh để anh không còn sẽ chấp nhận được tất cả những cái giới hạn của em, những yếu đuối của em, để cùng nhau nâng lên, chúng ta cùng nhau hầu với Chúa. Và tôi cũng nói hãy tha thứ cho em vì em tính hay giận. Và anh chị em ơi, ngay ngày đó Chúa chữa lành chúng tôi hoàn toàn. Và thưa thật quý bà chị em, bây giờ chúng tôi không có thời gian để giận. Tại vì sao? Chúng tôi không đủ thời gian để yêu. Cho nên chúng tôi không có thời gian để giận. Tôi nói thật trong danh của Chúa Giêsu vậy, chúng tôi đã yêu nhau, cực kỳ yêu nhau. Chúng tôi không làm màu trước mặt mọi người, nhưng chúng tôi sống bằng tình yêu thật của Chúa. Chúng tôi không giàu có, nhưng chúng tôi có đầy tình yêu của Đức Chúa Trời. Bởi vì sao? Chúa đã chữa lòng tấm lòng của tôi rồi. Vậy anh chị em có muốn những con người ngủ lạnh kia họ được chữa lành không? Họ được trở lại trong quyền năng của Chúa không? Sẽ có những con người họ từng ngồi những cái ghế, họ có từng đến để tham gia công việc của Chúa, họ từng hát ngợi khen Chúa, họ từng đi ra để truyền giáo. Nếu có, chúng ta muốn
hãy ghi lại những cái tên của người đó và chúng ta cầu nguyện trong đức tin. Nhân danh Jesus, con chúc phước cho người này, con cầu nguyện cho người này, người anh em này. Chúa ơi, trong danh Jesus, họ cho người yêu mến Chúa mạnh mẽ, sốt sắng, đành đầy ơn. Chúng ta không kể tội họ nữa, tại vì càng kể tội, ma quỷ rất thèm điều đó, nó sẽ cột trói họ tiếp. Xin Chúa ban ơn để rồi tôi và chị em biết rằng thời kỳ cuối chúng ta phải làm khác với những gì người khác làm. Chúng ta làm theo tấm lòng của Đức Chúa Trời, chúng ta làm theo cái nhìn của Đức Chúa Trời, chúng ta làm theo khải tượng của Chúa Giêsu, chúng ta phải làm theo tấm lòng thương xót của Đức Chúa Trời, chứ không phải làm theo cái điều nhân đức riêng của chúng ta. Thì tôi dám chắc với bà chị em, những con người đó sẽ trỗi dậy. Đối với cá nhân, chúng ta cần trung tín, lập một cái kế hoạch trung tín, trung tín đọc Kinh Thánh. Khi mà bị Covid bị phong tỏa 4 tháng, anh chị em với chúng tôi lên kế hoạch đọc Kinh Thánh. Trong vòng 4 tháng đó, chúng tôi đọc hết một tập Kinh Thánh. Chúng tôi kết nối với nhau, hai người cùng đọc Kinh Thánh. Giả sử tôi với một sư Tường, trong cái giờ đó chúng tôi cùng nhau lên trên Zoom, chúng tôi cùng bắt đầu đọc Kinh Thánh. Một người đọc một chương, người đọc một chương, chúng tôi đọc với nhau như vậy. Và chỉ trong vòng, bà chỉ bao nhiêu thời gian đọc hết quyển Kinh Thánh không? Chưa đầy một tháng chúng tôi đọc hết quyển Kinh Thánh. Cảm ơn Chúa. Và chúng tôi bắt đầu có những cái mục tiêu tiếp theo. Tôi là người tuyên phong, thường đi tuyên phong để mở hội thánh mới. Mặc dù tôi là người lãnh đạo hội thánh, nhưng mà tôi vẫn là người đi tuyên phong. Tôi đi xong rồi tôi đưa những em khác cùng đi với tôi, để họ thấy được công việc của Đức Trời đang làm như thế này đây. Cảm tạ Đức Chúa Trời. Và cái điều cuối cùng là gì? Là chúng ta cũng có một cái đời sống tận hiến cho Chúa của chúng ta. Đừng quan tâm người ta nhìn chúng ta như thế nào, đừng quan tâm người ta nói chúng ta làm sao, nhưng cá nhân của chúng ta hãy bắt đầu có tấm lòng tận hiến và trung tín với Chúa. Amen. Hãy bắt đầu từ những cái điều sức sẵn có của chúng ta, hãy bắt đầu từ những anh chị em yêu mến của chúng ta. Chúng ta biết bao nhiêu người, chúng ta quá nhiều công việc ở Mỹ khác với Việt Nam. Việt Nam có thể rảnh thời gian nhiều lắm, nhưng mà ở Mỹ anh em quá bận rộn. Nhưng dẫu vậy, hãy dành một cái thời gian nào đó, 30 phút hay là 20 phút gì đó, chúng ta có thể ngồi lại với nhau hoặc là cầu thay cho nhau những cái năng đề yêu lên. Và tôi tin rằng là Đức Chúa Trời Ngài sẽ khởi sự làm việc lành, Ngài sẽ làm cho trọn. Amen và chị em. Cho nên chớ bỏ qua sự nhắm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng hãy khuyên bảo nhau. Sự khuyên bảo nó không mang tính là lên lớp, nhưng sự khuyên bảo đó là nâng đỡ. Bản chất của từ khuyên bảo đó là nâng đỡ. Và cái động cơ của từ khuyên bảo đó là gì? Ở trong Timôthê thứ nhất, tôi xin đọc một câu nữa, câu số 5, đồng 1 câu 5. Mục đích của sự răn bảo ấy là sự yêu thương bởi lòng tin sạch, lương tâm tốt và đức tin thật mà sanh ra. Đó là mục đích của sự khuyên bảo, bằng cái tình yêu và lương tâm thanh sạch, cái lòng thanh sạch của chúng ta khuyên bảo. Tôi thấy có nhiều người khuyên bảo bằng cách là lên lớp, nên lớp dạy người ta, nhưng mà không, khuyên bảo là đồng cảm. Nếu Chúa Giêsu đã đồng cảm với chúng ta trong sự yếu đuối của chúng ta, thì chúng ta cũng nên đồng cảm với sự yếu đuối của họ để cùng nâng đỡ. Một ngày nọ tôi đi ngang ngang cái phà, tự nhiên cái câu Kinh Thánh mà Phaolô nói rằng là gì, khi ông yếu đuối thì ông trở nên, xin lỗi, khi ông trở nên yếu đuối với người yếu đuối, với người yếu đuối ông trở nên như người yếu đuối, ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 9. Tôi thắc mắc câu đó lâu lắm rồi. Thì để cứu được một người yếu đuối, tôi đi ngang chiếc phà, tự nhiên Chúa nói với tôi rằng là nếu một người mà té xuống sông thì con sẽ làm gì? Thì lập tức tôi nói là dạ, con nhảy xuống, con cứu họ. Có nhiều phương cách khác nhau. Chúng ta có thể đứng ở trên cái phà mà cái thuyền mà chúng ta nói, bơi ngửa. Bơi bướm đi. Hai kia hơi lặn đi. Chúng ta có nhiều cách lắm. Hoặc là chúng ta đưa cái cây nè, giơ cầm cái cây nè, tôi kéo vô thôi. Chúng ta có đủ cách hết. Nhưng sứ đồ Phaolô không chọn cách đó. Nhưng sứ đồ Phaolô chọn cách thế nào? Ông nói ông sống với họ, ông sống như người yếu đuối chứ không phải là người yếu đuối. Như người yếu đuối là gì? Chúa lập tức cho nó với tôi, con khi xuống sông con cứu họ, điều đầu tiên con phải là người biết bơi cái này. Đúng không bà chị em? Phải là người biết bơi cái này. Không bơi, không biết bơi thì xuống là mình chết ngay. Và cái điều thứ hai, con phải bị ướt. Với cái bộ đồ này mà nhảy xuống sông cái bộ hơi mệt không? Với cái chiếc áo cũng thầy tế lễ mà đến cứu cái người Israel bị đánh, bị cướp giật, khó quá. Với người Lê Vi công việc quá bận rộn, khó để chăm sóc cái người này. Nhưng với một người Samari, nếu mà cái tâm tình như Chúa Giêsu thì tôi và chị em có thể cứu được rất nhiều người. Cảm ơn Chúa. Hãy trở nên như người yếu đuối, chứ không phải là trở nên yếu đuối mới cứu được. Trở nên như họ, có nghĩa là gì? Tôi không lên án định tội. Chúa Giêsu ngồi với người thô thuế, nhưng Ngài không hề như người thô thuế. Ngài ngồi với những người phường đĩ điếm, nhưng Ngài cứu họ, Ngài biến đổi họ. Tôi đã giúp đỡ rất nhiều người Công giáo. Cảm ơn Chúa, Chúa sức dầu cho tôi trong lĩnh vực này. Người Công giáo, tôi đến tôi nói chuyện người Công giáo rất nhanh và họ tiếp nhận Chúa ngay. Như tôi làm chứng cho một sư Tường ngày hôm kia, chị Trang cũng là
phải người Công giáo không? Phật và Phật giáo. Dạ Phật giáo. À, chị Cúc đã làm chứng cho chị này ở trong công ty, và sau đó thì tôi với anh Hiệp đi đến. Chị Cúc nói: thầy ơi, giờ cầu nguyện cho chị này, chị này gieo rồi mà chưa tin. Thì tôi mời chị đứng lại. Chị nán lại với tôi một chút đi, tôi nói cho chị nghe. Và khi tôi chia sẻ cho chị, cái gì nó ồ vậy sao? Ồ vậy sao? Cuối cùng chị cầu nguyện tin Chúa ngay chỗ khi chạy chỗ để xe. Hallelujah. Thà ơn Đức Trời. Đây, bạn nam này cũng vậy. Tôi không nói là em phải bỏ đạo Công giáo qua đạo Tin Lành, bởi em có đạo rồi. Nhưng tôi hỏi rằng là nam, em có bằng lòng để mời Chúa Giêsu Kitô làm Chúa, làm chủ cuộc đời của em hay không? Nó nói vậy. Chứ bây giờ em nghe điều này, bây giờ em mời Chúa đi. Chỉ có Chúa ở trong lòng của em ngày biến đổi cuộc đời của em. Và tôi tin rằng là vì nam đã tin nhận Chúa, cho nên Chúa cũng chữa lành cho nam luôn, và có một bé bi như vậy. Tại vì nam đã bị bác sĩ khám bác sĩ, và bác sĩ nói là vô sinh, và cả gia đình nói nam vô sinh. Và khi mà trước đây về cưới Kiều thì cũng sống với nhau nhưng mà không có con. Tôi nghĩ rằng Chúa ngài phải chờ đợi để chữa lành cho nam, để rồi nam bị bắt phục. Cảm ơn Chúa. Và tôi tin rằng cái điều mà nam đã tuyên bố đức tin là gì? Anh tin Chúa không phải vì em, nhưng mà anh tin Chúa bởi vì anh tin Chúa, anh hiểu và anh tin Chúa. Và chính điều đó giúp cho nam có một đức tin mạnh mẽ, và bây giờ nam và Kiều trở thành một gia đình hạnh phúc ở trong Chúa. Lời khen Đức Chúa Trời. Hallelujah. Hãy bắt đầu nói những lời tích cực cho những anh chị em chúng ta ở trong Chúa. Đừng, chúng ta đừng mang tính định tội hay là lên án. Nhưng mà chúng tôi nói chuyện với nhau, tôi một sư tường nói cũng 3 tiếng đồng hồ nói chuyện với nhau. Và chúng ta đặt một quan điểm: nếu chúng ta cứ nói kình tội, kể tội người đúng người kia sai, nói không biết tới bao giờ cho hết. Nhưng khi chúng ta nói những điều ích lợi, phàm địa chỉ chân thật, địa chỉ đáng tôn, địa chỉ đáng yêu chuộng, địa chỉ có tiếng tốt, địa chỉ có những đức đáng khen, anh em nghĩ tới và bắt đầu chúng ta nói như là tích cực, Đức Chúa Trời sẽ hành động theo lời tích cực đó. Ma quỷ rất thích chúng ta nói lời tiêu cực, cho nên Chúa chúng ta đóng lại những lời tiêu cực, và chúng ta bắt đầu mở ra một chương mới để Thánh Linh của Chúa hành động. Dù trong cuối cùng có người ta bỏ qua sự nhóm lại, nhưng chúng ta tin một điều rằng qua chúng ta, Chúa sẽ dùng chúng ta để có thể giúp đỡ cho nhiều người họ trở lại trong sự trung tín với Chúa chúng ta trong những ngày tới. Amen bà chị em. Hallelujah. Ngợi khen Chúa. Cảm ơn quý bà chị em, cảm ơn tâm của chị em đã lắng nghe và cùng học lời Chúa với tôi. Xin Chúa ngài ban ơn để những ngày tới Chúa sẽ cho nhiều người thêm vào hội thánh của Chúa. Tôi muốn ngay bây giờ chúng ta đứng lên, và chúng ta hãy đặt tay cái ghế bên cạnh mình, ghế trống bên cạnh của mình. Chúng ta không có gì dị đoan, nhưng chúng ta nói lời của đức tin. Chúa ơi, những cái ghế này được đặt để tại đây, nó sẽ không bao giờ không có người ngồi đây, sẽ có những con người đây ở tại trong căn phòng này Chúa ơi. Mà không những thế, sẽ có mua thêm ghế ở tại đây nữa. Và quyền năng Thánh Linh của Chúa sẽ hành động ở tại phòng nhóm, không phải chúng ta giữ lễ, nhưng mà chúng tại ở đây khi chúng ta thờ phượng Chúa sẽ có quyền năng của Chúa xảy ra, có lửa của Thánh Linh của Chúa làm chúng ta nhiệt huyết, để khiến những cái lạnh kia không thể nào làm cho lạnh tâm hồn chúng ta, nhưng lửa Thánh Linh của Chúa sẽ lan tỏa và khiến cho những người được giải phóng. Amen bà chị em. Xin mời chúng ta cùng nhau đứng lên. Bởi đức tin ông bà chị em hãy đặt tay trong những cái ghế này. Chúa ơi, hãy nói lời tiên tri cho cái ghế này. Trong danh của Jesus, cái ghế này sẽ có người ngồi lại. Cho những con người yêu mến Chúa sẽ đến đây. Trong danh của Jesus, họ được trở về Chúa ơi. Và kêu gọi những người Việt Nam ở tại khu vực này, họ sẽ trở lại với Chúa. Họ sẽ thấy được rằng chỉ có Chúa là nguồn trong tay cuối cùng của cuộc đời của họ mà thôi. Hallelujah, trong danh của Chúa Giêsu. Xin Chúa ngài ban ơn sức đầu cho tôi nói Chúa ở tại đây. Để đây ơn ngài và hầu thánh của Chúa tìm mỗi một người đều được mạnh mẽ, mỗi một người yêu mến Đức Chúa Trời. Con cảm ơn ngài. Hallelujah, chúng con cảm ơn Chúa vì ngài yêu chúng con và tình yêu đời đời. Ngài yêu chúng con ngay khi chúng con còn là một tội nhân. Ngài đã chọn chúng con, sử dụng chúng con thay một tốt lành của ngài. Chúa ơi, cảm ơn ngài. Nhân danh Chúa con chúc phước cho những chiếc ghế này. Những chiếc ghế này sẽ là những chiếc ghế đầy những con người sẽ ngồi. Tại nơi đây con tin rằng Chúa ngài làm điều đó. Không vô cớ mà Chúa đã trao cho người Việt Nam, đặc biệt là tôi Chúa Mục Sư Tường, một cái nhà thờ to và rộng rãi như thế này. Và chúng con tin rằng Chúa ngài đang chuẩn bị một cái chuồng để có thể Chúa đầy chiên của ngài. Nơi khen Chúa. Hallelujah. Chúng con tin và chúng con công bố điều này. Cảm ơn Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa Giêsu. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ videos mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.